Chào các bạn, hôm nay mình thử test cái cây đờn này. Này có tên là Scove, khó đọc quá. Rồi cái C400. Cái cây này nó có giá lòng vòng khoảng cỡ 5-6 triệu gì đó. Ok, nó rất là tốt ở chỗ là cái cần của nó nè, Roasted Maple. Cái cần này nó rất là chắc. Nó giống y chang như là cây Ibanez AZ luôn. Giống y chang. Mà nó có nhiều màu. Màu này là màu hường, màu hồng, có màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu đen, quá trời màu. Thì thế mình nghĩ cái này ổn định để chơi, để tập, thậm chí đi show. Ok, ổn mà. Tại vì cái cần nó rất là tốt. Mấy cần này khó bị cong lắm. Cái thời tiết ở mình ở mưa nắng thì cái này này nó cái cần này rất là ok ha. Ok, nói thêm một chút xíu về cái spec của nó nữa. Thì cây này nó có 22 phím, nó có ti chỉnh cần này nọ luôn, nó có bit cup này, một cái humbucker, rồi hai cái single coil. Thì nhạc của nó sẽ đa dạng hơn. Ok, cái hum này nó có thể tách ra cũng như là nó sẽ sử dụng thành cái single coil luôn. Thì khi đó nó có 5 tầng và cộng thêm cái này nữa là nó sẽ có được 6 tiếng. Thì nó giống y chang như hệ Fender cổ điển luôn. Ok, rồi cộng thêm với cái này, có cái humbucker này. Rồi cái nhúng này nó rất ổn ở chỗ này. Nó có thể làm mấy động tác này được không? Ok, mấy động tác này rất là ổn. Và nó không có bị sai dây. Nó không bị sai dây. Rồi bây giờ test thử nha.